Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu luôn chú trọng phát huy vai trò nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên trong thực hiện công việc và các phong trào thi đua yêu nước, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Chi bộ khu dân cư số 9 phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu có 49 đảng viên hưu trí và 53 đảng viên đương chức về tham gia sinh hoạt nơi cư trú. Qua học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi đảng viên trong chi bộ đều thể hiện trách nhiệm nêu gương của mình trong cuộc sống hàng ngày. Trước mắt là phải thực hiện cái nêu gương của người đảng viên trước quần chúng nhân dân, trước bà con khu dân cư. Cho nên là quá trình thì chi bộ chúng tôi chưa có một đảng viên nào vi phạm hoặc là làm trái với lại 27 điều đảng viên không được làm. Đặc biệt, Đảng ủy phường đã cụ thể hóa những nội dung về trách nhiệm nêu gương trong các quy định của Đảng thành chương trình kế hoạch hành động của cấp ủy, đồng thời xác định chủ đề đột phá trong nhiệm kỳ là đổi mới phong cách tác phong làm việc gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân. Mỗi cán bộ đảng viên dù ở vị trí cương vị công tác nào cũng nhận thức và thực hiện đầy đủ trách nhiệm nêu gương trong công việc, nhiệm vụ được giao. Hàng năm chúng tôi có cho các chi bộ tổ chức cho đảng viên đăng ký việc làm theo Bác. Thì thường thì có cái việc làm này thì liên quan đến những cái việc gắn liền với khu dân cư. Ví dụ như các đảng viên thì thực hiện các nhiệm vụ là vệ sinh môi trường, theo dõi cái tuyến đường, đoạn đường, hoặc là vận động bà con nhân dân tham gia đóng góp các loại quỹ về pháp lệnh, rồi hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình giảm nghèo, rồi giúp đỡ khó khăn, đặc biệt là trong cái khu giai đoạn vừa rồi thì dịch bệnh thì rất là nhiều cái mô hình ở các khu dân cư thì hỗ trợ quyên góp, đóng góp rồi là ủng hộ giúp đỡ tự trong nội bộ của khu dân cư là thực hiện cái việc này rất là tốt. Như vậy, thời gian qua, công tác xây dựng Đảng ở đảng bộ phường Hòa Cường Bắc đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy, chính quyền. Đảng bộ phường đã đề ra 5 cái khâu đột phá, trong đó có một cái khâu đột phá là phải xây dựng cái đề án nêu gương của cán bộ đảng viên và củng cố cái hệ thống chính trị từ phường đến khu dân cư. Thì trong cái đề án nêu gương này thì chúng tôi nêu cao rất là cao cái tinh thần thực hiện cái chỉ thị 05 và kết hợp với việc là mới đây là thực hiện cái kết luận 01 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05. Thì hiện nay cái đề án của chúng tôi đã xây dựng xong rồi và các bước vừa rồi thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cũng đã phản biện xong và hiện nay đang lấy ý kiến ở khu dân cư, cấp ủy khu dân cư và sắp tới sẽ triển khai trong toàn đảng bộ. Những kết quả đạt được trong thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ phường Hòa Cường Bắc gắn với nâng cao trách nhiệm của đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, toàn diện.